Thưa quý vị, Lữ đoàn 171 thuộc vùng 2 Hải quân có nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Xác định phong trào thi đua quyết thắng là cơ sở, động lực, thúc đẩy cán bộ chiến sĩ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp triển khai phong trào theo hướng thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị. Với phương châm cơ bản thiết thực vững chắc, cán bộ chiến sĩ Tàu 09, Lữ đoàn 171 tập trung huấn luyện theo hướng tăng thời gian thực hành, kết hợp với nhiệm vụ tuần tra quản lý bảo vệ chủ quyền vùng biển được phân công. Không chỉ hăng say thi đua học tập huấn luyện, các bộ chiến sĩ Tàu còn đẩy mạnh khai thác sử dụng, làm chủ các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại. Năm 2023, Tàu 09 được Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng. Đơn vị đã xây dựng các kế hoạch thi đua và xác định chủ đề, nội dung, thời gian và biện pháp tổ chức thực hiện, hướng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn với thực hiện các cuộc vận động. Bên cạnh đó thì tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến. Từ phong trào thi đua quyết thắng, bản thân tôi luôn nhận thức rõ được nhiệm vụ, vị trí, vai trò của mình trong huấn luyện chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Giai đoạn 2019-2024, Lữ đoàn 171 đẩy mạnh các phong trào thi đua huấn luyện giỏi, an toàn, làm chủ chính quy, hiện đại, thi đua sáng kiến cải tiến mô hình học cụ huấn luyện. Mỗi năm, Lữ đoàn có từ 15 đến 20 sáng kiến, ứng dụng trực tiếp vào công tác huấn luyện và thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị. Đơn vị còn nâng cao chất lượng huấn luyện từng khẩu đội, tiểu đội, ngành với kết quả 100% cán bộ chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ đạt khá giỏi chiếm 85%. Ngoài ra, đơn vị còn tham gia các phong trào thi đua do các cấp chính quyền phát động, qua đó tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ hải quân trong lòng nhân dân, góp phần xây dựng địa bàn đóng quân an toàn, văn minh. Từ những chủ trương lãnh đạo sát đúng, triển khai đồng bộ, tổ chức chặt chẽ, cụ thể, biểu dương kịp thời, thì cái phong trào thi đua quyết thắng của Lữ đoàn đã có sự lan tỏa mạnh mẽ đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong Lữ đoàn, trở thành động lực thực sự, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ chiến sĩ trong toàn Lữ đoàn thi đua hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ được giao. Với những nỗ lực trong phong trào thi đua quyết thắng, năm 2023, Lữ đoàn 171 được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua và cờ đơn vị huấn luyện giỏi, được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng danh hiệu đơn vị hoạt động, công tác đảng, công tác chính trị, tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng Hải quân. 9 lượt tập thể trong đơn vị được tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng và nhiều cá nhân được tặng danh hiệu cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng, chiến sĩ thi đua toàn quân.